Sáng nay, đoàn công tác của Công an tỉnh Hưng Yên do Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn, phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Văn Lâm khảo sát công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường tại một số làng nghề của huyện Văn Lâm. Đoàn khảo sát một số cơ sở sản xuất tại thôn Minh Khai, thị trấn Như Quỳnh và thôn Đông Mai, cụm công nghiệp làng nghề xã Chỉ Đạo, là những địa điểm sản xuất các sản phẩm tái chế như nhựa, chì, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ và ô nhiễm môi trường cao. Đoàn cũng đã kiểm tra các điều kiện đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy và xử lý chất thải nguy hại tại các làng nghề. Đoàn công tác cũng tuyên truyền, hướng dẫn chủ cơ sở sản xuất khắc phục những hạn chế, bất cập, thiếu sót để làm tốt công tác phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường, góp phần đảm bảo an toàn cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân. Đồng thời lên phương án bố trí địa điểm để phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Văn Lâm tổ chức diễn tập phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cấp huyện tại làng Khoai. Mục đích nhằm nâng cao khả năng tổ chức chỉ huy, chỉ đạo công tác phối hợp giữa lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ với các đơn vị khác khi có cháy nổ xảy ra.